môi trường thiên nhiên đấy ạ. Và một trọng tài thật lớn nữa để cho tạm biệt Phương Hoàng Garden. Mình cảm ơn Phạm Trang Tâm Liên, những người bạn chiến hóa sừng lớn nhất vừa rồi. Giờ hãy cùng em quay trở lại với Nam Mỹ nào. Lần này sẽ là sự xuất hiện của những người bạn chim lông vũ vừa to lớn, xinh đẹp lại rất thông minh nữa ạ. Đến đây, giao lưu với chúng ta về chủ đề bảo vệ môi trường.